thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi mậu dần sinh năm 1998 nam mạng nam mạng mậu dần cung cấn trực khai mạng thành đầu thổ khắc thiên thượng thủy con nhà quỳnh đế phú quý xương con cọp tướng tinh con thuần luồng phật độ mạng tổng quan tử vi nam mạng mậu dần tử vi thấy rằng cuộc đời nam mạng mậu dần phải trải qua nhiều biến động khó khăn thường gặp những chuyện không như ý công danh sự nghiệp cũng phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm nếu biết kiên trì cố gắng thì sau này mới có thành quả tốt sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 36 tuổi công danh sự nghiệp và tài vận có nhiều triển vọng những người này có số hưởng thọ trung bình từ 75 tuổi đến 86 tuổi nếu ăn ở hiện lương làm nhiều việc thiện thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng về tình duyên chuyện nhân duyên của nam mạng mậu dần được chia thành ba trường hợp như sau những người sinh vào các tháng năm bảy và tháng mười hai âm lịch có thể sẽ phải trải qua ba lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc của riêng mình những ai sinh vào các tháng duyên ba bốn sáu tám và tháng mười một âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ phải trải qua hai lần thay đổi mới tìm được đến bến bờ đổ cuối cùng của cuộc đời mình Nam Mạng Mậu Dần được sanh vào các tháng 2, 9 và tháng 10 âm lịch sẽ là những người may mắn. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo và sự nghiệp, công danh không được suôn sẻ, thuận lợi lắm nhưng cũng không đến mức quá khó khăn. Bạn sẽ có được địa vị nhất định trong xã hội nhưng đó là nhờ vào sự giúp trợ giúp của gia đình. Gia đình có nhiều rối ren, không được yên ấm, yên vui khiến cho bạn luôn cảm thấy tự ti, bạn cần thận trọng và tin tưởng hơn để nhanh chóng giải quyết hết những vấn đề rắc rối trong gia đạo thì công danh mới có cơ hội phát triển. Nếu không tất cả những thành quả đạt được sẽ sớm tiêu tan. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 37 tuổi, tiền tài dồi dào từ năm 34 tuổi trở đi, còn những năm trước đó thì thường vào cửa trước ra cửa sau sự nghiệp và tiền tài song hành với nhau tiền tài càng đầy đủ thì sự nghiệp càng phát triển tuổi hợp làm ăn nam mạng mậu dần nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như tuổi nhâm thìn ất mùi và mậu tuất để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận bờm xuôi gió tránh được rủi ro thua lỗ phát tài phát lộc thu về nhiều lợi nhuận lựa chọn vợ chồng muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn tiền bạc dư dả, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạng con cái đầy huề không phải lo nghĩ về bất cứ vấn đề gì thì nam mạng mậu dần nên lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp với mình về đường tình duyên lẫn đường tài lộc như tuổi nhâm thìn ất mùi mậu tuất và kỷ sửu vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng tiền tài chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu chứ không vươn tới được sự cao sang quyền quý khi bạn kết duyên vợ chồng với các tuổi tân mão và đinh dậu cuộc sống sẽ không mấy may mắn thuận lợi khi nam mạng mậu dần thành gia lập thất với các nữ mạng tuổi giáp ngọ kỷ hợi đinh hợi và mậu tý nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên năm 21 tuổi, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi thì bạn không nên kết hôn, xây dựng gia đình. Nam mạng mậu dần sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Thường có số đào hoa, đa thê hay gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong chuyện hôn nhân. Tuổi đại kỵ là tuổi canh dần, quý tỵ, bính thân, nhâm dần, ất tỵ, mậu thân và giáp thân là những tuổi xung khắc với nam mạng mậu dần. Bạn không nên cộng tác trong công việc hay thành gia lập thất với những tuổi này. Nếu không mọi chuyện sẽ khó được như ý muốn. Nếu rót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi đại kỵ, mà hai bên vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới sinh linh đình rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, năm mạng mậu dần có đại hạn vào các năm 23 tuổi, 27, 31 và 37 tuổi. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều mâu thuẫn bất hòa. Trong những năm này, công việc cũng gặp khó khăn trì trệ, bởi vậy làm việc gì cũng phải thận trọng, không nên mạo hiểm đầu tư lớn những ý tưởng mới, những dự định lớn bạn nên để sang các năm khác thực hiện sẽ thu được nhiều kết quả hơn. Ngày xuất hành hợp nhất Ngày giờ xuất hành hợp nhất Nếu cần xuất hành đi xa hay phải thực hiện những việc lớn quan trọng thì mậu dần năm mạng nên khởi hành vào giờ chẳng, ngày lẻ và tháng chẳng thì thích hợp nhất. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, được nhiều thành công mang lại nhiều thành quả vạn sự như ý đại cát đại lợi diễn tiến từng năm từ năm 29 tuổi đến năm 35 tuổi năm 29 tuổi nhiều lo âu phiền muộn năm 30 tuổi và 31 tuổi có khá hơn về chuyện công danh hai năm 32 và 33 tuổi không có gì tiến triển sang năm 34 và 35 tuổi mọi chuyện mới được khởi sắc công việc có những bước tiến lớn tiền tài cũng được rủng rỉnh hơn từ năm 36 đến năm 40 tuổi vận may song hành cùng bạn vào năm 36 tuổi năm 37 và năm 38 tuổi sự nghiệp được vững chắc công việc suôn sẻ thuận lợi gia đình im ấm vui vẻ đến năm 39 và 40 tuổi mọi chuyện được như ý từ gia đình đến công việc sự nghiệp tiền bạc và chuyện tình cảm nếu biết nắm bắt cơ hội tận dụng thời cơ sẽ tạo được cuộc sống vinh hoa phú quý từ năm 41 đến năm 45 tuổi bạn có vận hạn vào năm 41 tuổi bạn phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc mới tránh được tai ương năm 42 và 43 tuổi mọi chuyện đều bình thường không có bất cứ biến cố nào xảy đến năm 44 và 45 tuổi khó tránh được hao hụt tiền của hay gia đình bất hòa xích mít hoặc tai ách xảy đến từ năm 46 đến năm 50 tuổi và suốt cuộc đời năm 46 tuổi có tài lộc về đường tài vận nhưng phải thận trọng trong việc giao thương tài chánh từ năm 47 tuổi đến cuối cuộc đời mọi chuyện đều ở mức bình thường từ công danh sự nghiệp đến gia đình công việc cần sát sao hơn trong việc chi tiêu tài chánh nên dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân cũng như gia đình và con cái xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại